lớp 7, chúng ta sẽ giải đề kiểm tra một tiết lần số 3, lần 1 của chương trình học kỳ 2 đó. Chúng ta mới đi lại được hơn một tuần, mới đi học lại hơn một tuần sau một kỳ nghỉ rất là dài đằng đẵng 3 tháng vì virus corona. Hôm nay chúng ta quay trở lại học và chẳng mấy mà chúng ta lại kiểm tra một tiết, kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, kiểm tra miệng rồi lại thi học kỳ. Thời gian thì cứ trôi và chúng ta cứ phải học, học thật nhanh. Bữa nay là một bài ở trên trường á, là sẽ là hai một tiết trên trường hai bài, trước là một tiết một bài, bây giờ một tiết hai bài thì các bạn tưởng tượng các bạn phải học chạy đua với thời gian đấy, ăn chơi lắm thì bây giờ phải học thôi. Rồi chúng ta tập trung nha, học bài nè, làm bài nhé. Phát âm ID nè, phát âm ID chúng ta nói rồi, sau tờ với đờ, sau chữ tờ với đờ chúng ta sẽ đọc là it. Rồi cái nhạc to quá, cho nhỏ xuống xíu. Rồi sau chữ tờ với đờ đọc là it, ví dụ excited này. Còn sau phía xa kia sau chuỗi trắng tuồng, hoặc là con chó sủa xuân sao khắp phố phường á, chó sủa xuân sao khắp phố phường thì chúng ta sẽ đọc là tờ, còn lại chúng ta đọc là đờ. Vậy trong trường hợp là blade, frightened, border, vậy cái đáp án của chúng ta là câu C nhá. Câu số 7, hand, transport, character và celebration, cái này đọc là A, trong khi mấy kia đọc là chữ ER đó. Đáp án sẽ là câu D nha. Rồi câu số 3 lại phát âm ID, chó sủa xuân sao khắp phố phường này, là tờ này, waster này, attended này, decided này, disappointed này. Vậy sẽ đáp án là câu A này. Rồi xuống dưới phần nhấn âm, khi nào các bạn nhìn thấy chữ stress này có nghĩa là nhấn âm, traffic nhấn âm đầu này, agree nhấn âm 2, khi nào có chữ ee chúng ta nhấn vào chính nó đấy, noisy nhấn âm 1, student nhấn âm 1, vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu B. Rồi câu số 10, listen nhấn âm 1, listen nhấn âm 1 này, obey, 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 borrow, borrow, obey, cái này nhấn âm 1 luôn. Visit, visit nhân âm 2, đáp án là câu B. Câu số 11, Lan Yuchu, Lan đã từng tập thể dục buổi sáng khi ta có khi mà cô ta có thức dậy sớm ấy. Cấu trúc Yuchu cộng động từ nguyên mẫu, là đã từng làm gì đó trong quá khứ, ở đây phải chọn động từ nguyên mẫu này. Câu số 12, my father, bố của tôi bắt xe buýt đi làm mỗi ngày, nhưng tôi thì đạp xe. Bây giờ đi xe buýt, đi xe buýt, bắt xe buýt sẽ là catch. Ở đây là catch it, bởi vì chủ ngữ my father là chủ ngữ số ít. Rồi bạn nên nhìn trái nhìn phải khi bạn đi trên đường, đi băng qua đường á, đi băng qua đường là go across băng qua đường. Câu số 14, xe buýt là một cái phương tiện gì ở công cộng ở Việt Nam, phương tiện transport nha chưa. Rồi the play was, vở kịch thì quá nhàm chán. Nhớ nha, ở trong bài số 8 chúng ta học mặc dù although, despite, however, therefore, however với therefore dịch là tuy nhiên, however là tuy nhiên, therefore là do đó. Rồi chúng ta dịch này, vở kịch thì quá nhàm chán, hoa xem nó từ đầu tới cuối. Cái này á, cái từ although á với despite of á, hoặc là despite thì thiếu of này. Despite á hoặc là in spite of á là không có dấu chấm ở đây, không có phẩy ở đây. Vậy chúng ta loại câu B và câu D, chỉ còn câu A hoặc là câu C thôi. Câu C là how, tuy nhiên. Còn therefore là do đó. Cái nghĩa về dịch về nghĩa chúng ta phải xài cái từ tuy nhiên. Vở kịch quá nhàm chán, tuy nhiên hoa xem nó từ đầu tới cuối. Vậy đáp án sẽ là câu C. Rồi câu số 16, cô ta đảm bảo rằng họ sẽ thấy bộ phim. Họ sẽ thấy bộ phim. File cộng với danh từ, ở đây sẽ cộng một tính từ. Họ sẽ thấy bộ phim, họ sẽ thấy bộ phim entertaining, thú vị, có tính giải trí. Rồi do you like seeing a film, bạn có muốn xem một bộ phim không? No, I don't like it at all. Who is in it? Sure, what film shall we see? Chắc chắn rồi, mình sẽ xem phim gì đây? Đáp án sẽ là câu B. Câu số 18, cái này liên quan đến những cái từ này, in spite theo of loại, despite, ok, on though thì đặt cộng một mệnh đề mà trên đây nhá. Trên đây phải mệnh đề không, không có động từ trong câu mà đặt động từ thêm in, không có chủ ngữ. Vậy đây sẽ là một cụm danh từ, sẽ chọn despite, mặc dù sợ hãi bởi hình ảnh. Lan vẫn thích xem bộ phim rất nhiều. Không xài nevertheless được, bởi vì sao? Bởi vì sau cái chữ này phải có chữ phẩy. Câu số 19, La Tomatina được tổ chức
vào khi nào, chúng ta phải dịch khi nào, bởi vì đằng sau này mỗi tháng August là tháng mấy, January, February, March, April, May, June, July, August là tháng 8 đúng không? Mỗi tháng 8, vậy ở đây chọn thời gian when. To quá. Rồi, câu 20. My father lied the. Đằng sau chữ the này sẽ là một danh từ, màn trình diễn, danh từ là performance. Performance. Rồi. Đấy, tạo thành đại hội thoại này. Chúng ta sẽ làm câu nào đầu tiên? That would be perfect. Where shall we meet? Nó sẽ rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Great, tuyệt nào lắm. Mình sẽ gặp bạn. Gặp bạn đó. Chào Kiên, mình sẽ đi, mẹ sẽ tham gia lễ hội chùa Thịnh với một vài người bạn, bạn có muốn đến không? Bạn kia bạn sao? Tuyệt vời đúng không? Câu 1 bỏ đây này. Một bỏ đó. Rồi, câu 2 nè. Câu 2 là gì? Tuyệt vời. Chào Kiên. Bạn có muốn đi không? Bạn kia nói sao? Rồi các bạn làm cái nào? Rồi, câu 2 bỏ đây. Câu 3 bỏ đâu? Câu 3 bỏ đâu nhỉ? Mà rối quá. Mình sẽ gặp nhau ở đâu? Gặp nhau ở đâu? Ở cổng trường này. Chỗ nào có địa chỉ? Câu E này. 3 bỏ đây. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng trường lúc 9 giờ tối. Lúc 9 giờ chứ. Rồi, bạn kia nói sao? Ai sẽ đi cùng á? Ai sẽ đi cùng? Rồi, 4 à. Xong nó bảo là ai? Ai sẽ đi cùng? Đâu rồi? Đau đầu quá. Who else is going? Who else is going? Đâu hết rồi? Nhìn không thấy gì hết trơn. Có một vài người bạn thân thôi. Năm nè. Sao lung tung này? Chết rồi, chết rồi. Bực mình quá. Thôi cô viết vào đây nhá. Một nè. Rồi, hai nè. Rồi, ba nè. Rồi, bốn nè. Năm nè. 6 nè. 7, 7 này. 8 này, hết chưa? Đấy, hết rồi, rối rắc. Rối quá. Rồi xuống bài này. Eva, cái ông này, cái bà này là được sinh ra was, và là was born này. Được sinh ra ở Scotland vào năm 1971. Anh ta quyết định trở thành một gì? Con trai thì phải là actor, một nam diễn viên. Vì liên quan đến phim này. Đó. Khi ông ta chỉ mới 9 tuổi và ông ta đã đóng phim đầu tiên vào năm 1992. Ở đây á, đóng phim thì là cái từ này. Rồi, chẳng bao lâu trong sự nghiệp của anh ta đã appear, xuất hiện gì? Trong rất nhiều loại phim. Trong rất nhiều loại phim on. Rồi, bao gồm hài kịch, âm nhạc, và chiến tranh của các vì sao. Trong hết trong sự nghiệp của ông ta, Ewan đã làm việc với ai? Với các Cameron Diaz, đây là đạo diễn, director, với các đạo diễn, mấy ông này đạo diễn này. Và bộ phim của ông ta đã giành được rất nhiều giải thưởng. Ở đây phải là Lost, phải có ở Lost up đúng rồi. Lost không có xuất sở.
Rồi, anh ta rất là thích diễn xuất, và khi anh ta hoàn thành cái gì? Hoàn thành khi anh ta hoàn thành cái gì đây? The musical. Hoàn thành đằng sau chữ finish đó, thì là động từ thêm ing. Anh ta nói tôi chả bao giờ hạnh phúc hơn để làm bất thứ gì nữa trong cuộc đời tôi. Tức là tôi rất là thích đóng phim. What is the distance between Vĩnh Phúc and Hà Nội City? Chúng ta chuyển thành how far is it, được không? How far is it? Bực mình quá. Rồi, how far is, giống như cấu trúc nhá. Nhớ cấu trúc from Vĩnh Phúc Chu, nhớ chưa? Chu Hà Nội City chấm hỏi. Từ Vĩnh Phúc tới Hà Nội là bao xa đó? Tôi thường đi bộ tới trường khi tôi là một học sinh. Trả lời chúng ta sẽ viết lại câu sử dụng you chu nhá. You chu cộng động từ thêm ing, động từ nguyên mẫu. I you chu work to school. When I was a student. Đó. Câu tiếp theo, từ on đâu chuyển thành in spite of đó mà. Hai câu. In spite of nè. On đâu cộng mệnh đề, nhưng mà in spite of cộng một cụm danh từ. Nếu mà cùng chủ ngữ là đây như thế này, đây là đây. Đây cũng là đây, bọn họ luôn cùng là một người. Chúng ta sẽ có cả một cách rất là đơn giản. Chúng ta bỏ chủ ngữ đi, động từ đưa về nguyên mẫu và thêm in vào. Viết tiếp đoạn đằng sau. Đoạn đằng sau thì viết lại. Nhớ chưa? Rất là dễ khi mà nó cùng chủ ngữ này, rất là dễ này. Một câu đơn giản để lấy điểm này. Chúng ta phải biết cách làm. Câu này dịch là gì? Mặc dù thấp, họ vẫn thích chơi thể thao. Ngoài ra chúng ta còn có thể viết được một cái câu khác. Chúng ta có từ nào mặc dù mà cộng một cụm danh từ nhỉ? Đó là despite. Nhớ chưa? Despite. Đó. Rồi xuống đây đặt câu hỏi cho từ gạt chân. Khi mà nó gạt chân bên trên này là đặt câu hỏi cho từ gạt chân nè. Nó khoảng 8 cây số từ Phúc Yên cho Phúc Yên, thị trấn Phúc Yên cho tới Hà Nội. Chúng ta sẽ hỏi là bao xa. Chúng ta phải hỏi how far is how far is from Phúc Yên town to Hà Nội chấm hỏi. Rồi câu số 2, năm ngoái tôi đã đi tới lễ hội trọi trâu Hải Lưu á, với bố mẹ của tôi. Vậy là đi đâu đúng không? Đi đâu sẽ là where trước đã. Có to be xài lại to be, không có to be thì mượn trợ động từ do, the, did, quá khứ thì xài did. Where did I sẽ chuyển thành you. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Which your parent, bạn đã đi đâu với bố bạn, bố mẹ bạn vào năm ngoái, last year. Từ từ, đây không được. Đây sẽ bảo là lễ hội, nó không gạch chân lễ hội. Nếu nó gạch luôn cả chân lễ hội thì chúng ta sẽ xài câu trên này. Nhưng bây giờ không gạch lễ hội, chúng ta chú ý, không gạch lễ hội sẽ là lễ hội nào? Which festival. Which festival nhá. Did you go with your parents last year? Đó, chấm hỏi. Nhớ, bởi vì nó không gạch cái từ festival, cho nên chúng ta phải làm là which festival, chứ không phải là where nữa. Lễ hội nào, bạn đã đi lễ hội nào với bố của mẹ bạn vào năm ngoái đấy. Chưa? Parent thiếu chữ sờ này. Đấy, đây là một cái đề kiểm tra 45 phút lần thứ 3 của chương trình kiến tạng lớp 7 thí điểm. Tức là bài đầu tiên của chương trình học kỳ 2, có nghĩa là khoảng tuần sau nữa các bạn làm rồi khi bạn học xong bài số 9 đấy. Chúc các bạn học thật tốt và đạt được kết quả cao.